Mày đang lừa lọc cái gì Mirai hả? Chỗ bạn bè mày muốn hỏi á, tao nói thẳng luôn. Tao lừa tình lừa tiền đó. Được chưa? Thôi, mọi người đừng có chờ nữa. Sao rồi anh Na? Có bài chưa? Vậy là hết hy vọng thật rồi. Không có bài, làm sao tụi mình tập luyện để thi đây? Thằng Ken nó nói với tôi, nhà của Mirai á, thuê người tới đòi nợ, rồi báo là phá sản. Để Mirai học được cách tự lập hơn mà thôi. Lại còn có chuyện đó nữa hả? Trải hàng rồi, mà sao em chưa hứa cho anh được hả cô bác? Em mau đóng cho anh, nếu không thì em đừng có trách. Hát lên đi, nói ra đi. Bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ là chi. Nói yêu nhau đi, sống